Em xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng quý cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh kiếm tiền của em. Cái video này em sẽ chia sẻ cho anh chị mình một số cái cách cơ bản nhất chúng ta có thể kiếm thêm thu nhập từ cái ví Onyx. Thì có rất nhiều cái cách để chúng ta có thể là kiếm thêm cái thu nhập, nhưng mà em chia sẻ cơ bản 3 cách thôi. Thứ nhất là chúng ta có thể là gửi lãi qua đêm. Cái thứ hai nữa, chúng ta có thể giao dịch theo cái lệnh spot. Cái thứ ba là chúng ta có thể đánh theo cái lệnh là future. Đó, thì chúng ta phù hợp với cách nào thì chúng ta sẽ kiếm tiền theo cách đó anh chị ha. Và khi chúng ta đăng ký cái ví Onyx này thì anh chị sẽ nhận được 200k ha. Thì nếu mà cô chú anh chị nào mà đã sử dụng cái ví này rồi thì chúng ta không cần phải đăng ký. Còn ai chưa có thì có thể xem cái video này đăng ký luôn. Đây là một trong những cái ví em thấy cũng khá là giao diện ok, rất là dễ sử dụng đối với Việt Nam mình ha. Rồi bây giờ như thế này anh chị, chúng ta đăng ký á, thì anh chị mình xem ha. Đó, đầu tiên thì anh chị nhấp vào cái link đăng ký em để dưới phần mô tả nè. Rồi sẽ đưa anh chị đến cái giao diện như thế này. Cái bước tiếp theo là chúng ta nhấp vào cái ba chấm tròn phía trên bên phải, chọn cái chữ mở trong chôm nha, để thoát khỏi cái trình duyệt YouTube. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đăng ký anh chị nha. Trước khi làm, lấy cuốn sổ nhật ký ra, ghi cho em là ví Onyx, Gmail, mật khẩu, số điện thoại. Bây giờ chúng ta sẽ nhập cái email vào ha. Anh chị đăng ký bằng cái email nào thì mình nhập cái email đó. Rồi cái mật khẩu này thì yêu cầu là 8 ký tự trở lên, chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt. Cái tên đầy đủ này thì anh chị nhập vào, ví dụ như của em là Nguyễn Hùng Tĩnh nè. Đó thì em nhập Nguyễn Hùng Tĩnh nha. Quốc gia thì chọn Việt Nam, sau đó mình nhấp vào cái ô vuông ở đây. Tôi đồng ý với các điều kiện, điều khoản, sau đó nhấp vào đăng ký ha. Ở đây cô chú anh chị mình có thể nhấp một cái chữ lưu nè. Họ bảo mình là đăng ký thành công, vui lòng kiểm tra email để hoàn tất xác thực thực khoản. Thì mình vào cái email giúp em nha. Ở đây anh chị sẽ thấy cái thông báo từ quỹ Onyx. Nếu mà không thấy như em thì vào cái ba gạch ngang phía trên bên trái hang, vào cái thư gác, thư quan trọng, thư đến, chúng ta xem. Nhấp một cái chữ là Chill Now. Như vậy là chúng ta đã đăng ký thành công rồi đó anh chị. Tài khoản của bạn đã được kích hoạt đúng không ạ? Chúng ta chọn đóng nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tải cái app về ha. Anh chị sẽ quay trở lại cái giao diện này, chúng ta chọn tải app nè. Hoặc là chúng ta vào thẳng CH Play, chúng ta chọn cho em cái là cái ví Onyx. Đây là một cái ví, nó cũng là một cái sàn anh chị ha. Rồi chúng ta nhấp vào cái mục mở giùm em. Ở đây chúng ta có thể cho phép hoặc là không cho phép ha. Chúng ta chọn cái mục đăng nhập nè. Sau đó mình sẽ đăng nhập lại cho em theo đúng cái gì ạ? Theo đúng cái email và cái mật khẩu hồi nãy chúng ta đã đăng ký nha anh chị. Đó, rồi sau đó là cái mật khẩu ha. Rồi chúng ta chọn đăng nhập. Ở đây họ hỏi là anh chị có cho quét bằng cái vân tay hay không, thì tùy anh chị có thể cho hoặc không ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đăng nhập lại nè. Rồi kích hoạt Smart OTP. Anh chị sẽ chọn cho em cái mục là kích hoạt ngay nha. Ở đây á là chúng ta phải về cái email của chúng ta để chúng ta lấy cái code. Anh chị log lại 0255 ha. Nhấp vào đây nè. 0255. Tiếp tục. Ở đây chúng ta chọn mặc định cho em cái đồng á là VNDC ha. Rồi chúng ta sẽ xác minh, xác thực hai bước cái này. Chúng ta nhấp vào cái mục xác minh nè. Rồi ở đây chúng ta sẽ nhận được 200.000. Nhưng mà 200.000 này á, anh chị, chúng ta dùng để nhận lãi qua đêm. Và chúng ta sẽ được mở khóa sau 1 năm nha. Nhấp vào nhận ngay. Đó anh chị thấy chúng ta sẽ có được trong ví của chúng ta là 200.000
VNDC này, một VNDC này sắp xỉ là một Việt Nam đồng anh chị ha. Rồi tiếp theo á là chúng ta sẽ bắt đầu là xác minh KYC, chúng ta mới có thể là gửi lãi qua đêm nhận thu nhập, hoặc là chúng ta trade ha. Anh chị nhấp vào cái hình người phía trên bên trái, sau đó anh chị kéo lên, anh chị thấy xác thực tài khoản KYC nè, nhấp vào đây cho em. Ở đây thì chúng ta có hai loại giấy tờ, một là chứng minh căn cước hay là hộ chiếu, tùy chúng ta có cái nào sử dụng cái đó ha. Em sẽ dùng căn cước công dân nè. Rồi ở đây chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành chụp nha. Rồi chúng ta chọn cái mục là cho phép trong khi dùng ứng dụng nè. Ở đây anh chị sẽ thấy thông báo ha, yêu cầu của bạn đã được tiếp nhận, thì chúng ta chờ một thời gian. Nếu mà cái thông báo của chúng ta được, họ sẽ gửi qua cái Gmail của mình nè. Đó, chúng ta chờ đợi ha. Rồi anh chị thấy nè, của em đã được xác thực thành công rồi. Đó. Cái bước tiếp theo á là chúng ta sẽ liên kết ngân hàng. Anh chị nhấp vào ở đây cho em cái mục là tài khoản ngân hàng nè. Chúng ta thấy không ạ? Tài khoản ngân hàng. Thì ở đây chúng ta sẽ thêm cái tài khoản. Thì anh chị có tài khoản ngân hàng nào chúng ta thêm ngân hàng đó ha. Mình nhấp vào đây thêm tài khoản cho em. Rồi ở đây chúng ta sẽ chọn. Thì ở đây họ hỗ trợ rất là nhiều cái ngân hàng. Ví dụ như em có Vietinbank thì em chọn Vietinbank. Đó. Rồi sau đó anh chị nhập cho em cái số tài khoản anh chị ha. Cái số tài khoản này là cái số tài khoản mà chúng ta nhận tiền từ người khác á. Ví dụ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ví dụ như vậy anh chị. Rồi chúng ta nhấp vào thêm ha là được. Rồi ở đây anh chị sẽ thấy nè, nó hiển thị cái tên ngân hàng và cái số tài khoản ngân hàng của chúng ta. Như vậy là chúng ta đã đăng ký KYC và liên kết ngân hàng xong. Anh chị nào người mới đăng ký á, hoặc là người đã đăng ký lâu rồi, anh chị chúng ta vào cái phần này giúp em ha. Anh chị vào trong cái hình đại diện phía trên bên trái. Sau đó chúng ta sẽ thấy giao dịch như thế này. Anh chị nhấp vào cái mục là My Partner nè, chúng ta nhấp vào đây giùm em ha. Rồi ở đây chúng ta nhấp vào. Nếu mà ở đây á, anh chị cái phần đối tác anh chị chưa có ai á, thì anh chị thêm vào cái số điện thoại em để dưới phần mô tả nha anh chị nha. Đó chính là cái sẽ xuất hiện cái tên là Nguyễn Thị Ngọc Trầm đó, cái đó là cái tên của chị hai em, nhưng mà cái thông tin quý là em đang sử dụng anh chị đó, cơ bản là như vậy anh chị ha. Còn anh chị muốn giới thiệu thì chúng ta nhấp vào cái mục giới thiệu ở đây nè, sẽ có mọi người sẽ có một cái link và cái code khác nhau. Và nếu như trường hợp ở My Partner này anh chị đã có cái đối tác khác rồi thì anh chị cũng nhấp vào, sau đó chúng ta thay đổi đối tác, số đối tác nè, chúng ta thay thêm cái số điện thoại dưới phần mô tả giúp em anh chị ha. Nói chung khi đó thì anh chị join vào cái nhóm Onet, chúng ta sẽ hỗ trợ cái cách kiếm tiền anh chị nha. Và chúng ta nhận được 200 VNDC. Bây giờ cái cách kiếm tiền như hồi nãy em nói á, là thứ nhất, đơn giản nhất là chúng ta có tiền dư, tiền nhận gọi á, anh chị có thể gửi vào đây. Lãi kép không kỳ hạn là 12.8% anh chị nha, là chúng ta nhận lãi qua đêm. Còn chúng ta nhận được nhiều hay ít đó tùy theo mình, cái vốn của mình bỏ vào nhiều hay ít đó. Rồi thì cái thứ hai nữa là cái cách chúng ta có thể trade theo cái lệnh là long short future cũng như là theo cái lệnh spot. Rồi bây giờ làm sao để nạp rút Việt Nam đồng vào đây thì để chúng ta kiếm lợi nhuận á, thì anh chị sẽ kéo lên nha.
Ở đây mình sẽ có cái mục là mua VNDC và bán VNDC. Tức là sao ạ? Mua VNDC tức là chúng ta dùng Việt Nam đồng, chúng ta mua cái đồng VNDC này để chúng ta gửi lấy lãi hoặc là trade trên đây. Còn chúng ta bán là khi chúng ta có lợi nhuận cái đồng VNDC này, chúng ta sẽ bán ra tỷ lệ 1:1 với cái đồng Việt Nam đồng. Em sẽ nhấp vào mua VNDC ha. Rồi ở đây chúng ta sẽ có thể mua qua theo cái trực tiếp hoặc là mua qua đối tác kinh doanh, em sẽ mua trực tiếp. Thì ở đây em sẽ nạp vào đây là 300.000 cho anh chị thấy nè, 300.000 ha. Đó. Enter. Sau đó chúng ta nhấp vào mua. Cái ngân hàng thì chúng ta liên kết rồi, chúng ta cứ để đó anh chị ha. Đó, bây giờ chúng ta sẽ chọn xác nhận nè. Ở đây sẽ xuất hiện cho anh chị thấy một cái thông tin của người ta, thì chúng ta cần phải chuyển cho người ta 300.000 và cùng với cái nội dung như thế này ha. Thì đầu tiên chúng ta sẽ sao chép cái tài khoản này, rồi sau đó chúng ta nhập cái số lượng, rồi cái nội dung chuyển khoản này chúng ta phải để đúng luôn nha. Hoặc là anh chị chụp ảnh màn hình này lại, chúng ta qua bên kia chúng ta áp một cái là nó sẽ vào luôn, không cần phải làm gì ha anh chị. Ở đây anh chị nhớ chụp cái hình ảnh lại nha. Sau khi anh chị chờ đợi khoảng 2 phút hen, thì ở đây có thông báo anh chị thấy là VNDC của em đã được tăng lên là 315.000. Đây. Nhấp vào cái lịch sử ở đây. Thì anh chị thấy nè, em đã mua thành công là VNDC là 300, đúng không ạ? Có thông báo phía trên bên phải luôn nha anh chị nha. Đó. Khi mà anh chị nạp cái đồng VNDC vào đây á, thì cái vấn đề lãi qua đêm á, là bên cái app cũng như dự án họ sẽ tự động trả cho chúng ta. Chúng ta không cần phải làm gì hết. Anh chị nhấp vào cái mục là lãi qua đêm ở đây. Thì thí dụ như chúng ta có tiền nhận gửi nhiều, chúng ta gửi vào đây nhiều, thì chúng ta sẽ nhận được cái phần trăm sẽ nhiều. Còn nhưng mà chúng ta có ít á, thì chúng ta sẽ được nhận ít thôi. Ví dụ như VNDC của em nè, thì anh chị thấy lãi qua đêm của em nè, có nghĩa là cái số vốn của em nó rất là ít, thì nó được như thế này. Còn nếu mà của anh chị gửi có thể là 50 triệu hoặc 100 triệu thì mỗi ngày chúng ta sẽ nhận lãi rất là cao. Nó tới khoảng 13% thì nó gấp đôi ngân hàng anh chị ha. Đây. Nói chung là anh chị nào có vốn nhận gửi thì chúng ta có thể đầu tư gửi theo cái dạng này. Đó. Rồi ngoài ra những cái cách khác mà chúng ta có thể kiếm được tiền nhiều hơn, chúng ta có thể là trade. Anh chị ha, chúng ta vào cái mục thị trường ở đây. Thì ở đây một thị trường thì anh chị thấy chúng ta có rất nhiều cái tài sản, cái đồng coin thì nó chay cũng giống như trên các sàn khác, đúng không ạ? Đây, anh chị thấy thì cái đánh future, rồi B2B đây mua bán nè, đó, có rất là nhiều. Thì cái giao diện ví này thì em thấy khá là trực quan, dễ sử dụng. Rồi cái thời gian tới á, thì em sẽ cập nhật những cái thông tin mới cũng như là cái cách kiếm tiền trên cái ví này để anh chị chúng ta có thể tăng thêm cái thu nhập thụ động ha. Anh chị nào chưa có ví thì có thể đăng ký theo cái link em để dưới phần mô tả nha mọi người. Và cái quan trọng là cái gửi lãi qua đêm này em thấy nó khá là ngon. Tỷ lệ phần trăm cao, thu nhập hàng ngày. Ngoài ra thì chúng ta cũng có cái cách tham gia trade theo cái lệnh là spot hay là chúng ta theo cái lệnh là future.